Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Văn Thù Hào Phố Hồng Nhân Khi Thư Chính Bây Giờ Ngài A Nan và Ngài La Hồ La Nghĩ Như Vậy Chúng Ta Tự Suy Nghĩ Nếu Được Hữu Ký Thời Trung Thương Lâm Liền Từ Nơi Cho Ngồi Đứng Dậy Đến Trước Phật Đầu Mặn Lại Chân Phân Đông Bành Phận Rằng Thế Tôn Chúng Con Trong Đây Cũng Đang Có Phần Chỉ Có Đứng Như Lai Là Chỗ Về Nương Của Chúng Con. Lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người A Tu La trong đời A Nan thường làm vị thì gia hộ trì tạng pháp La Hầu La là con của Phật nếu Phật tu ký đạo vô thường chính đẳng chính giác cho. Thời lòng nguyện cầu của con đã mang mà lòng trong của chúng cũng đường đủ lúc đó hàng đệ tử thanh văn bậc học cùng vô học hai nghìn người đều tự cho ngồi đứng dậy trịch vai áo bên hữu đến trước Phật chắp tay một lòng chiêm ngưỡng. Dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La rồi đứng qua một phía bây giờ đưa Phật bảo A Nan ông ở đời sau sẽ được làm phần hiệu là chân hai tuệ từ tại thông vương Như Lai. Ưng cung chinh biến tri minh hành tụng thiền thể thế nhân giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn ông sẽ cúng dường 62 ức đức phần. Hồ trì tạng phá vậy sao chứng đường đạo vô thường chính đẳng chính giác giáo hóa 20.000 muôn ứng hằng hà sa cán chúng Bồ Tát vân vân làm cho tánh đạo vô thường chính đẳng chính giác. Nước tên là Thường Lầm Thắng Phan coi đó thanh tịnh đấng bằng chất lưu ly kiếp tên Diệu Âm Biên Mạng Đức Phật đo thọ mệnh vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kim nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng. A Tăng Kỳ Kiếp tinh đêm cho kẻ chẳng có thể biến được chính phạm trù đời gắn bội thọ mệnh tường pháp lại gấp bội chính pháp A Nan đừng phần sơn ái tuệ tự tại thống vương đó được vô lượng nghìn muôn ức ngăn hà cha can đức phận Như Lai ở mười phương. Đồng khiến công đức của Ngài ghi đó Đức Thế Tôn muôn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nay ta nói trong tăng A Nan người trì pháp sẽ cúng dường ca phần vậy sao thành chính giác hiểu rằng sơn hai tuệ. Từ tài thống vương và coi nước kia thanh tịnh tên Thường Lầm Thắng Phan giáo hoa ca Bồ Tát số đông như hàng xa phần có uy được lên tiếng đồn khắp mười phương vì bởi thương chúng sinh. Nên trong lâu vô lượng chính pháp bội thọ mệnh tường pháp lại bội chính vô số hàng chúng sinh đông như cảm sông hằng ở trong pháp phần đó gieo những duyên phần đạo. Bây giờ trong ngôi hàng Bồ Tát mới phán pháp tam nghìn người đều nghĩ thế này chúng
được thù ký như thế, có những duyên gì mà các thánh văn đường thù ký như thế? Lúc ấy đừng thế con biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng các thiền nam tử ta cùng bọn ông Đức Phật không vương đồng thời phán tâm vô thường chính đẳng chính giác. A nan thường ư hồng rộng còn ta thường siêng năng tinh tấn cho nên nay ta đã thành vô thường chính đẳng chính giác mà A nan hộ trì pháp của ta ông cùng sẽ hộ trì pháp tạng của ta Đức Phật tương lai. Giáo hóa thành được các chúng Bồ Tát bản nguyện của ông như thế nên được thù ký dường thấy Ngài A Nan tăng mặt ở trước Phật tự nghe phần thù ký cùng cõi nữa trang nghiêm chỗ mong cầu đã đủ lòng rất vui mừng. Được điều chưa từng có tâm tài nghĩ như tàn pha của vô lượng nghìn muôn ứng trang đừng phần thuở qua xưa suốt thấu công ngại như hiện nay nghe và cũng biết bản nguyện. Khi đó Ngài A Nan nói kể rằng Thế Tôn rất ít có khiến con nhớ quá khứ vô lượng cảnh phần pham như chỗ nghe ngày nay con này không còn nghi an trụ trong phận đạo phương tiên làm tiên giam. Hồ trì các phần pham bây giờ phận bảo ông là hồ la ông ở đời sau sẽ đường làm phần hiệu đạo thất bảo hoa như lai ứng cung chính biên trì mình hành túc thiền thể thế gian dài. Vô thường sĩ điều ngự trường vô thiên nhân sư phận Thế Tôn ông sẽ cúng dàng can đứng phận như lai như số vi trần trong mười thế giới thường vì can đứng phận mà làm trưởng tử cũng như hiện nay. Đứng phận đạo thân bao hoa đó cõi nước trang nghiêm kim số thọ mền giáo hóa đệ tử chính pháp ba tường pha cúng đồng như đức sơn hai tuệ từ tài tổng vương như lai. Không khác ông cũng làm trưởng tử cho phần này qua sau đây rồi sẽ đường đạo vô thượng chính đẳng chính giá lúc đó đừng Thế Tôn muộn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng lúc ta làm thái tử na hầu làm trưởng tử ta nay thành phần đạo thù pháp làm pháp tử ở trong đời vị lai găm vô lượng ức phần làm trưởng tử cho kia. Một lòng cầu phần đạo hành kim của la hầu chỉ ta biết được thôi hiền làm con cả ta để chỉ ca chúng sinh vô lượng ức nghìn muôn công đức không thể đếm an trụ trong phần pháp để cầu đạo vô thường. Bây giờ đứng Thế Tôn thấy bằng hữu học cùng vô học hai nghìn người chi hòa diệu văn lặng trong sành một lòng nhìn vào phần bảo A Nan ông thấy bằng hữu học vô học nghìn người đây chăng? Vâng con đã thấy A Nan các người sẽ cúng dàng các đứng như lai như chỗ vi trần trong năm mười thế giới cung kính tôn trọng hộ trì pháp tạng rốn sao đồng thời ở cõi nước trong mười phương
thành phân. Đều đồng một hiệu là bảo tướng Như Lai ân cung chinh biến tri minh hạnh công thiền thể thế gian giải vô thường trị điều ngự trường phu thiên nhân sư vẫn thế tôn sông lâu một kiếp cõi nước trang nghiêm. Thanh văn Bồ Tát chính pháp trường pháp thay đều đồng nhau lúc đó đứng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng hai nghìn thanh văn đây này đứng ở trước ta thay đều thọ ký cho đời sau sẽ thành phần. Cung vàng cán đơn phần như số trần nói trên hồ trì tạng pháp phần sao sẽ thành chính gia đều ở nơi mười phương thay đồng mà một danh hiệu đồng thời ngôi đáo tràng. Đề chân tuệ vô thương đều hiểu là bửu thương cõi nước cùng đệ tử chính pháp và tường pháp thái đều không có ca đều dùng các thần thông đồ mười phương chúng sinh tiếng đồn quan khắp cùng. Lần nhầm vào niết bàn lúc đó bằng hữu hào cùng vô học hai nghìn phần thù ký vui mừng hờn hở mà nói kể rằng thế